Tôi đã biết Trúc nhiều năm trước đây khi Trúc còn là tư vấn cho những dự án rất là lâu năm. Và thời điểm đó thì bạn tôi là người đã thành công với lại kế hoạch của Trúc và đã đi định cư ở Mỹ và cũng đã nhận làm hoàn thiện rồi. Thì chỉ bằng cái thông tin đó thôi, chỉ trong vòng một đêm tôi quyết định là tham gia, mặc dù thật sự là tôi không có thông tin biết lại nó là như thế nào. Tôi có người thân bên Mỹ rất nhiều mà tôi cũng không kịp để nói người ta đi đi tìm hiểu cái biết lại là cái gì nào đâu. Thì ở đây thì sự công tác, sự giúp đỡ và tổ chức rất chuyên nghiệp của đội ngũ của sinh viên Văn Quê nó làm cho tôi có động lực và quyết định là sẽ tham gia. Và trong cái thực trong khi quyết định tham gia như vậy thì cái quá trình xử lý hồ sơ cũng là một điều mà tôi rất ấn tượng. Bởi vì cái cách để chứng minh nguồn tài chính là một cái điều không phải dễ dàng gì, mặc dù là nó là tình hiện nghe là lý thuyết cái gì cũng chặt hết. Nhưng khi chúng ta chuẩn bị hồ sơ cũng có rất nhiều cái việc mà không phải rằng là nó sẽ hướng từ đâu ra đó, nhưng cái đội ngũ của Citizen Pathway đã gợi ý nhiều cách, tìm nhiều cách để cho chúng ta là mình cho ra mình của gia đình hiểu được là cái cách nào chứng minh nó được dễ dàng nhất, thuận tiện nhất và đạt cái độ tốt kỹ thuật cao nhất. Và cái điều đó thì rất nhiệt tình giúp tôi, hướng dẫn tôi. Và cuối cùng thì chúng tôi đã có được cái hồ sơ hoàn tất và nằm trong cái điện được có expedite được xét duyệt của giám đốc. Thì đây là một khởi đầu và còn hành trình phía trước. Chúng tôi tin rằng hành trình phía trước này sẽ được diễn ra tốt đẹp và mong rằng các quý khách tham khảo thông tin này, chúng ta có thể nhận thêm những các cái hỗ trợ tiếp và chúng ta đâu đó sẽ gặp nhau không ở đâu cũng được mà sẽ ở đây cuối cùng. Xin cảm ơn.